người. Ngồi chính giữa trong mùa 6. I'm ok, I'm fine, là, King China. Là anh Hân. Cái chương trình mà Chuck tham gia, cái người mà ngồi ở đó mà trong tiếng Việt người ta gọi là Chuck Ngọc. Yeah. Một con vật thú cưng người ta hay nuôi nhất, nhưng không phải là chó. Mà nó hay cãi nhau với chó, cãi nhau như chó với mèo. Một con vật của loại ăn thịt rất là dữ, nanh nó có bờm. Sư tử. Xác nào mà kiểu như là văn nghệ nhất, thuộc với celeb nhất của các xác của 6 mùa? Anh xác mình. Một cái trái cây mà rất là đẹp, vỏ màu đỏ, ruột màu trắng mà nó rắc bình trong. Trái. Vỏ đỏ ruột trắng và mình có rắc cái hạt vừng, nó có cái hạt như hạt vừng, trái gắt, hạt giống hạt vừng nhưng mà hạt mè, cho thanh long. Ăn vô xong đói bụng. Ngồi sắp ăn nhiều quá thì nhức đầu, nhức cái đầu rồi. Đâu chút nào. Đây là một người ngồi trên ghế trên này, nhưng mà ngồi ngoài cùng bên trái. Ngoài cùng bên trái là hôn anh. Rồi bên cạnh cái người đó nó có một cái gì ấy mà... Máy lọc không khí bilingual. Cái gì ạ? Đúng hết luôn. Đúng hết luôn. Rồi, chạy xuống luôn đúng không? Rồi, chạy xuống luôn. Máy lọc không khí bilingual. Rồi. Em phải bóp tổng cảm là làm cái máy là mấy cái này nó chạy được vừa được cái kẹt. Chắc ăn bóp xanh ngay trước mặt khán giả của món quà nó sẽ không anh em mất gì không? Sau khi chơi game thắng được cả 15 câu hỏi thì là mình tặng một cái món quà. Và xem nào, đây là cái gì? Wow, một chiếc máy lọc Meliwa. Ôi hay quá. Rất đẹp, phần thiết kế rất đẹp, còn phải tốt hay không phải dùng mới biết. Cái này là về là ngoài là không khí ra thì nó còn lọc bụi mịn nữa chứ. À, lọc bụi mịn. Cái gì PM 2.5 nữa hả? Đúng rồi, 2.5 á. À, PM 2.5. Đúng rồi. Yeah. Với cả chạy rất là êm luôn, là buổi tối ngủ rất là không. Rồi, em thì biết rồi, trường quay im lặng như thế mà không nghe thấy gì luôn. Trong khi có một cái máy lọc không khí để ngay cạnh ghế thôi. Tuyệt vời. Yeah. Rồi, xin cảm ơn nhà thầy cơ. Mê Liêu ạ.